Tô Úc là thư ký của Cố Nghiễn Trì, cũng là tình nhân bí mật của hắn. Làm bạn ba năm, Cố Nghiễn Trì một tờ chi phiếu liền đuổi cô đi. Vốn tưởng rằng có thể cao chạy xa bay đổi một cuộc sống hoàn toàn buông bỏ phần thầm mến này, anh lại càng cảm thấy không thể rời khỏi cô. Cố Tổng, tôi có thể kết hôn rồi chứ? Tùy ngươi. Tô Úc mở ra hình thức xem mắt điên cuồng, nhiều lần đều bị Cố Nghiễn Trì quấy rối, Tô Úc rốt cục nổi giận anh còn quấy rầy tôi xem mắt nữa, tôi sẽ cho nổ phòng làm việc của anh. Cố nghiễn trì. Ngươi xem ta có thể không? Chương 1 Hắn ngán Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Vào đêm Trong phòng tiếng thở dốc dần dần ngừng lại Sau một hồi vận động nhẹ nhàng vui vẻ Eo tô út bủng rủng Nằm trên giường lớn lười động Nam nhân từ trên người nàng rút ra trực tiếp đi tắm tiếng nước tí tách truyền đến từ nhà vệ sinh, Tô Úc nhớ lại nhiệt độ còn sót lại trong cơ thể, cảm thấy tiếp tục ở chung với anh như vậy cũng không tồi. Ban ngày, cô là thư ký của anh, cùng anh tham dự các loại trường hợp buôn bán. Buổi tối, cô là tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng của anh. Nhưng ít nhất, có thể tới gần anh như vậy, trong lòng Tô Úc rất thỏa mãn. Cố nghiễn trì cởi trần từ phòng vệ sinh đi ra, bên hồng buông lỏng khoác một chiếc khăn tắm vai rộng, eo hẹp, chân dài, hàng rào rõ ràng trên cơ bụng thắt lưng treo bọc nước không lau khô, theo dây nhân ngư lăn xuống, chui vào khăn tắm dư thừa kia. Hơn ba năm, Tô Úc thẳng thắn thành khẩn đối đãi với hắn nhiều lần, thẹn thùng cũng không khiếp đảm, lúc làm chuyện kia cũng thoải mái, đây có lẽ là nguyên nhân cố nghiễn trì vẫn giữ nàng ở bên người. Căn tính xấu của đàn ông, đều thích phụ nữ ăn mặc trục trè, cởi quần áo to gan. Tô Úc ở giữa hai người nắm chắc vừa vặn, Hoàng Mỹ đắn đo để cố nghiễn trì ăn bữa này muốn bữa kia. Cô ghé vào bên giường, ông eo gầy gò của anh, nghiễn trì, em thích anh. Cố nghiễn trì dương đuôi mắt lên, trêu tức nói, còn muốn. Tô Úc trút bàn tay không an phận kia về, dây sợ hãi, cô còn chưa từ trong chuyện vừa rồi tỉnh lại, hiển nhiên lúc này không nên trêu chọc anh, đến lúc đó người mệt vẫn là mình. Hơn nữa, anh cũng chỉ coi lời thổ lộ của mình là trò đùa mà thôi giữa hai người họ không bao giờ có thể. Cố nghiễn trì bước lên giường, hút thuốc. Một lát sau, anh lấy từ ví tiền ra một tấm chi phiếu, căn nhà này cho em, sau này anh sẽ không tới, em có yêu cầu gì có thể nói với anh, sẽ không bạc đãi em. Tô út ngẩn ra, sấm sét trong đầu ầm ầm nổ tung. Hắn rốt cuộc vẫn là chán. Cô nghĩ sẽ có một ngày như vậy, nhưng ngày này đột nhiên đến, trong lòng vẫn có chút không tiếp thu được ba năm sớm chiều ở chung, trong mắt hắn là một cuộc giao dịch. Tô Úc lớn lên xinh đẹp lại nghe lời, không cần dỗ dành không cần sủng ái, chiêu chi tức lai tiêu khứ, hắn chỉ cần trả tiền cho nàng là được, thật sự có thể xưng là tình nhân hoàng mỹ. Mà ở trong mắt Tô Úc, ba năm này là kết cục cô thầm mến. Nàng thích cố nghiễn trị, bắt đầu từ năm 18 tuổi. Giữa hè nóng bức kia, cô vì học phí lên đại học mà buồn đến sức đầu mẹ tráng, Cố Nghiễn Trì giúp đỡ khiến cô thấy được ánh sáng nhân sinh. Tô Úc đỏ mắt xoay người, không muốn anh nhìn thấy mặt chật vật của mình. Ngày hôm sau, gần tới giờ tan tầm, Tô Úc sửa sang lại công việc trong tay, đem phần đơn từ chức đã viết xong in ra, chuẩn bị cùng nhau giao cho Cố Nghiễn Trì, cũng đem thẻ mấy năm nay hắn đưa, chi phiếu toàn bộ thu vào một phong thư, kẹp vào trong văn kiện. "Cố tổng, đây là tư liệu về mấy dự án gần đây của ngài, tôi đã sắp xếp xong xuôi." đồng nghiệp mới có chỗ nào không rõ có thể gọi điện thoại cho tôi, ngày mai tôi sẽ không đến. Cho tới bây giờ cô đều biết tiếng lùi, anh chán cô liền rời đi. Nam nhân loài sinh vật này, dính lấy hắn mới là mất đi hắn bước đầu tiên. Cố nghiễn trì tùy ý ừ một tiếng, căn bản là không để ý nàng nói cái gì. Lúc này, một đạo thanh âm lười nhát từ phòng nghỉ truyền đến, Ninh Tuyết Nhi trở về ngươi cũng không đến mức đem thư ký đều đổi thành nam nhân, cả ngày nhìn một đống nam nhân thối làm việc, không phiền lòng sao? Người nói chuyện là Lục Hữu, một trong những bạn nối khố của Cố Nguyễn Trì, cũng là công tử nhà giàu nổi danh ở thành phố Ngân Thái này, có tiền, chơi đến tiêu. Lục Hữu từ phòng nghỉ đi ra, một tay cài nút áo sơ mi, ánh mắt không thành thật nhìn lên nhìn xuống Tô Úc. Tô Úc đi theo bên cạnh Cố Nguyễn Trì, đối với thủ đoạn lưu manh chơi gái của Lục Hữu này có chút nghe thấy, nàng không thích người này, càng sợ hắn. Cô luôn trốn tránh anh, sớm biết lục hữu ở đây, cô cũng sẽ không vào. Cố nhị, cô thư ký này không cần nữa, có thể để cô ấy đi theo tôi không? Tô Úc biết hắn nói chữ cùng này là một câu hai nghĩa. Lục hữu biết quan hệ giữa cô và cố nghiễn trì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, trong mắt lục hữu, cô chính là loại phụ nữ cho tiền là có thể mang đi. Cố nghiễn trì trong tay thưởng thức cây bút máy thủ công Italy, mí mắt cũng không nâng lên ngươi tự mình hỏi nàng đi. Trái tim Tô Úc co rút đau đớn, cả người hít thở không thông, anh thật sự không thèm để ý đến cô, thậm chí không ngại tặng cô cho người bạn không đáng tin cậy của mình. Thì ra trong mắt anh, mình cũng là người phụ nữ trả tiền là có thể mang đi qua đêm. Lục hữu cười một tiếng, những mày hỏi Tô Úc. Cố tổng đồng ý, Tô thư ký nguyện ý không? Cố nghiễn trì một năm cho cậu bao nhiêu tiền? tôi tính toán một chút tiền hàng năm có lợi hay là bao tháng có lợi, nếu không trả hàng tuần đi. Dù sao mỗi tháng cậu còn phải tới gì cả một lần, tôi cũng không thể làm ăn lỗ vốn. Khóe mắt tô út đảo qua cố nghiễn trì, cậu vẫn thưởng thức cây bút máy kia như không nghe thấy lời ngã ngớn của lục hữu. Anh luôn luôn là một người bao che khuyết điểm, trong công việc có bên hợp tác gây rối với cô, anh sẽ mạnh tay xuất kích cho đối phương giáo huấn. Mà giờ phút này, Hắn tùy ý hảo huynh đệ của mình đối với nàng ngôn ngữ lăng nhục. Tô Úc hít một hơi khí lạnh, đại khái ở trong lòng hắn, chính mình chính là hắn tịch mịch lúc tiêu khiển, trừ lần đó ra không có gì đặc biệt, cùng những nữ nhân muốn trèo quyền phụ quý tới gần hắn không có gì khác biệt. Hắn trời sinh tính lạnh bạc, mà nàng ý đồ che nóng một khối không có tình cảm tảng đá. Nàng chờ mong hắn sẽ vì mình giải vây, giờ khắc này hy vọng thất bại bỗng nhiên hiểu được địa vị của mình trong lòng hắn dùng bốn chữ khái quát đó chính là không đáng nhắc tới. Đấy mắt tô út khó nén thất vọng. Bên cạnh lục tổng nhiều người mẫu trẻ như vậy cũng đừng trêu ghẹo một người làm công như tôi. Trong lòng cô hiểu rõ lục hữu nói lời này không phải là trêu ghẹo mà là nghiêm túc nói giá cả muốn bao dưỡng cô. Lục hữu cũng không định buông tha cô tiếp tục trêu chọc. Tô thư ký cũng không phải là người làm công bình thường người làm công bình thường đứng kiếm tiền mà tô thư ký là nằm. Lời nói khinh bỉ của người đàn ông này làm cho Tô Út cảm thấy sinh lý khó chịu, một trận buồn nôn xông lên, cô che miệng mũi chạy ra khỏi phòng tổng giám đốc. Cô đi rồi, Lục Hữu nhấc chân bước lên bàn làm việc của Cố Nghiễn Trì. "Cố Nhị, ngươi cái này dạy dỗ nữ nhân phương pháp không được a, à, ta còn chưa nói cái gì, liền khóc đi rồi, đây là muốn lập đền thờ." Cố Nghiễn Trì ném một con dao qua, Lục Hữu vội vàng nhảy xuống bàn. "Anh, anh, em sai rồi." hắn còn không cần vì một nữ nhân mà đắc tội vị diêm vương sống này. Tô Úc chạy ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, đến nhà vệ sinh nôn sạch sẽ. Cô ông cái hộp trên bàn làm việc của mình quẹt thẻ tan tầm. Ra khỏi tòa nhà cố thị, ngẩng đầu nhìn lên nơi cô từng mơ ước này. Ước mơ chung quy vẫn là ước mơ, truyện cổ tích không thích hợp chiếu vào hiện thực. Cố Nghiễn Trì là thiên chi kiều tử, nàng là cô nhi viện phúc lợi lớn lên, thân phận hai người khác nhau một trời một vực đặt ở nơi đó, nàng cũng không nên có những tiếu tưởng lỗi thời kia, nàng không xứng. Tô Úc ở dưới lầu gọi taxi, trực tiếp trở về biệt thự cố nghiễn trì cho cô. Ngôi nhà này không thuộc về cô ấy, mối quan hệ đã kết thúc và đã đến lúc cô ấy chuyển đi. Tô Úc thu dọn đồ đạc, bận rộn đến 10 giờ tối, điện thoại vang lên. Tô Bí Thư, cố tổng ở hội sở uống chút rượu, là hét muốn cô tới đón, tôi khuyên không được, phiền cô tới đón một chút. Người nói chuyện là tài xế của cố nghiễn trì. Chương 2 Tiểu Tam Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tô Úc nắm chặt khăn tắm, đẩy lòng như là vò cát, cấn đến đau đớn, rốt cục nói ra câu nói nghẹn thật lâu kia. Cố tổng, tôi không phải ra ngoài bán. Tô Úc bỏ công việc trong tay, thay quần áo ra ngoài. Trong hội sở, cố nghiễn trì uống hơi say, cổ áo sơ mi hơi mở dựa vào sofa, hốc mắt đỏ bừng, ngược lại làm cho khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn thêm vài phần nhu hòa. Lúc Tô Úc đến, trò chơi trong phòng đang tiến hành. Thấy cô đẩy cửa đi vào, một đám đàn ông phát ra âm thanh ồn ào, vẫn là người phụ nữ của cố tổng nghe lời nhất, ván này lại để cho anh ta thắng. Cố nghiễn trì đứng lên, cười khẽ một tiếng, đi thôi. Cánh tay dài ông eo nhỏ của Tô Úc ra khỏi phòng. Đi ra khỏi câu lạc bộ, Tô Úc đắn đo đúng mực hỏi. Tối nay cố tổng về đâu? Cố nghiễn trì mắt hoa đào hiếp lại, tự hồ quên mất lời mình nói ngày hôm qua về sau không đến chỗ nàng nữa. Tôi đã gọi anh tới đón rồi, còn có thể đi đâu? Hai người ngồi vào chiếc xe dê lớn kia. Vừa lên xe cố nghiễn trì liền ông Tô Úc lên đùi, bàn tay to thuần thục thò vào vạt áo nàng, theo làn da bên hông trượt lên. Tô Úc đè tay hắn lại, ngăn cản động tác tiếp theo của hắn không phải em nói sau này không tìm anh nữa sao? Cố nghiễn trì dừng lại nói. Ngoan, đêm nay tính tiền riêng cho em. Tim tô út nghẹn lại, cô muốn nói cho anh biết, mình không phải ra ngoài bán, cô là người vì anh. Bên trong xe mập mờ lan tràn, tài xế thức thời nâng tấm chắn phía sau lên. Tô Úc thừa nhận động tác không tính ôn nhu của hắn nước mắt lạ chả, cố nghiễn trì chính là một tên khốn kiếp sách quần vô tình, lúc cần nạn thâm tình khang khang, khi xong việc lại là một bộ mặt bạc tình lạnh như băng. Luận lạnh bạc không ai sánh bằng anh, nhưng cô lại yêu. Nàng nhìn chầm chầm cặp mắt hoa đào đẹp mắt kia của hắn, tình đến nồng đậm, môi đỏ mộng kề sát, cắn lên yết hầu sắc bén như mũi đau kia, đây hẳn là một lần cuối cùng 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 cùng, cùng hắn, liền triệt để điên đi. Đêm khuya, tô út thừa dịp người đàn ông ngủ, mang theo đồ đạc thu dọn xong ra khỏi biệt thự giữa hồ, ngồi xe hẹn trực tiếp đến nhà Nguyễn Nữ Mộng đây là nơi duy nhất Tô Úc có thể đặt chân ở thành phố Ngân Thái. Nguyễn Ngữ Mộng và Tô Úc là bạn nhỏ cùng nhau lớn lên trong viện Phúc Lợi, lớn hơn Tô Úc 3 tuổi, hai người không nơi nương tựa đồng mệnh tương liên, không phải chị em hơn hẳn chị em ruột. Nguyễn Ngữ Mộng đưa Tô Úc vào phòng khách, ân cần hỏi. Đã xảy ra chuyện gì, như thế nào hơn nửa đêm chạy tới, ngươi một người bắt xe không sợ. Tô Úc ở trước mặt Nguyễn Ngữ Mộng rốt cục không nhịn được mộng tỷ hắn không cần ta nữa tô út khóc đến thương tâm một bụng ủy khuất hóa thành nước mắt tự như mở hộp ngã ra mộng tỷ ta phải làm sao bây giờ nguyễn ngữ mộng thành thật mồm mép nhất thời không biết an ủi thế nào cô biết mối tình đầu của em gái mình lúc mới bắt đầu đã mê luyến người đàn ông kia sớm đã nói với ngươi loại nam nhân nguy hiểm như cố nghiễn trì không phải loại nữ nhân bình thường như chúng ta có thể tới gần ngươi chính là không nghe khuyên nhất định phải thiêu thân lao đầu vào lửa. Cố Nghiễn Trì là ai? Trong hào môn có quan hệ phức tạp như cố gia, người đánh bại một đám thúc bá huynh đệ thượng vị, hắn không chỉ ở trên thương trường, đối với thân nhân cũng không nương tay chút nào. Không phải nữ nhân nào có thể dễ dàng đáng đo. Tô Úc khóc mệt mỏi, hai người tắt đèn giống như khi còn bé nằm trên giường nói chuyện phím. Chị Mộng, em không đánh thức anh rể và chanh chứ. Nguyễn Ngữ Mộng lắc đầu đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi. Có rảnh thì theo tôi về viện Phúc Lợi một chuyến, mẹ viện trưởng đã gọi điện thoại cho tôi nhiều lần, bảo chúng ta cùng về ăn cơm. Sáng hôm sau, tôi Úc bị tiếng cãi nhau bên cạnh đánh thức. Em gái của anh nửa đêm lôi kéo vali đến là dự định ở lâu dài nhà chúng ta sao? Ly hôn đi, em cũng không phải làm từ thiện, ai không có chỗ ở liền tới cọ cọ, cuộc sống này còn không qua được. Người có hay không một chút lương tâm, chúng ta mua căn nhà này thời điểm, hơn phân nửa tiền đặt cọc đều là mùi mùi ta ra tiền, nàng là ta thân nhất người, ở nhà ở vài ngày làm sao vậy? Nguyễn Ngữ Mộng, mời cô kiểm kê, lúc mua nhà tôi muốn mua căn hộ hai phòng kia, là em gái cô nhất định phải trợ cấp tiền cho chúng tôi, bảo chúng tôi mua căn hộ này, ai cần cô ấy trả tiền? Tô Úc biết mình nhất định phải tìm một phòng ở, ở nhà chị gái sẽ quấy nhiễu cuộc sống của cô không yên. Cô đứng lên đơn giản dọn dẹp một phen, làm xong bữa sáng cho một nhà ba người ra ngoài, trực tiếp đi môi giới bất động sản thuê phòng. Cũng may vận khí cũng không tệ lắm, một tiểu khu cách nhà chị không xa có một căn nhà cho thuê, giá cả thích hợp, lúc thuận tiện chị còn có thể giúp chị đón con. Tô Úc thoải mái ký hợp đồng thuê nhà, kéo vali sách vào. Thu dọn một chút, coi như an cư ở đây. Buổi chiều, Tô Úc nhận được điện thoại của quản lý khách sạn Lam Tinh. Tô Tiểu Thư, Tối nay khách sạn được bao trọn cần một người chơi đàn dương cầm. Ông chủ bao trọn ra tay hào phóng có thể kiếm không ít. Cô có thời gian tới đây không? Lúc rảnh rỗi, tô út sẽ làm thêm. Để lại phương thức liên lạc với vị quản lý này. Cô vừa nghe có việc, vội vàng đồng ý. Giám đốc vương, tôi sẽ đến đúng giờ. Chút ngủ ngon. Tô út thay váy liền áo, đúng giờ xuất hiện ở khách sạn Lam Tinh bình thường khách đến khách đi khách sạn năm sao hôm nay trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. tô úc hỏi qua mới biết được, nguyên lai like hôm nay khách sạn toàn bộ bị một phú hào bao trọn. nhân viên phục vụ khách sạn lén bàn luận về người có tiền thuê khách sạn. tô úc không quan tâm đến đề tài này. cô chỉ là một nghệ sĩ dương cầm kim chức, tạo ra một bầu không khí là được, chỉ quan tâm đến phần tiền lương của mình. thế giới của đại lão không liên quan đến nàng. Cô ngồi trước chiếc đàn dương cầm sơn lấp lánh kia, ngón tay thon dài vuốt qua phím đàn, giai điệu ưu mỹ làm cho cô ngắn ngủi trống rỗng, quên đi những chuyện không vui trong đầu, cũng chỉ có lúc đánh đàn, cô cảm thấy trái tim mình có thể tỉnh lại. Một khúc đàn kết thúc, quản lý đi tới cười chào hỏi, tiếng đàn của tô tiểu thư vẫn lưu loát dễ nghe, có nên cân nhắc ở lại lâu dài không? Dứt lời, một trận cướp bộ vang lên trong đại sảnh. Tô Úc cùng quản lý nhìn qua, một đám bảo tiêu vây quanh một đôi bích nhân từ cửa lớn đi vào. Tầm mắt định vị đến thân ảnh phong nguyệt tế kia, quanh thân tô út sinh ra một trận lạnh ý. Giữa cánh tay cố nghiễn trì đeo một cô gái châu quan bảo khí, anh nhân nhượng bước chân của cô, động tác hai người thân mật, tương tác ngọt ngào đi vào đại sảnh, lên lầu. Nhân viên phục vụ khách sạn lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Mẹ à, thật xứng đôi, nam đẹp trai nữ xinh đẹp, loại chính phú đẹp mắt này khách sạn chúng ta đã lâu không tiếp đãi Đẹp trai coi như xong, mấu chốt còn có tiền, vì kia nữ sinh cũng là mệnh tốt, thượng đế đến tột cùng cho nàng đóng lại cánh cửa sổ nào. Tô Úc tại một khắc kia nghe được thanh âm tan nát cõi lòng của mình. Thì ra, anh muốn kết thúc đoạn quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng này với cô là có bạn gái, sự dịu dàng trong đáy mắt anh khi nhìn về phía cô gái kia là điều mà ba năm qua cô chưa từng thấy qua cố nghiễn trì người này soi mói đến biến thái, nữ nhân bình thường đều không lọt vào mắt của hắn. Phàm là có thể để cho hắn lớn như thế trận mang tới bên người, vậy nhất định là nhận thức chuẩn nàng. Hắn nhất định yêu cô gái kia. Đấy lòng tô út đau nhói, nhất thời quên mất nhiệm vụ hôm nay của mình. Quản lý không biết từ đâu đi tới, tô tiểu thư, khách gọi bài tiểu tam. Tô út phục hồi tinh thần lại, có chút giật mình, lại có người chọn bài hát này. Cô ngẩng đầu, tầm mắt chạm vào cô gái có khí chất trên lầu trong thời gian ngắn, địch ý trong ánh mắt cô gái trong nháy mắt làm cho cô hiểu được dụng ý của bài hát này. Chương 3 Sẽ động tâm sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Rõ ràng cô gái đó đã điều tra cô ta. Tô Úc đáy lòng phát ra một tiếng cười lạnh, nàng đi theo cố nghiễn trì ba năm nay, biết hắn vẫn là trạng thái độc thân, nói nàng là tiểu tam thật là quá mức nghiêm trọng. Tô Úc không làm chuyện trái lương tâm, tự nhiên cũng không sợ quỷ gõ cửa. Cô hướng lên lầu cười rực rỡ, ngón tay dừng ở trên phím đàn đen trắng, một bài hát tiểu tam lưu loát xoay quanh đại sảnh cao hơn 10 mét. Trên lầu, cố nghiễn trì vừa ngồi xuống nhận được điện thoại của trợ lý. Cố tổng, thư ký tô để thẻ và chi phiếu ngài đưa vào phong bì, trong biệt thự ngài đưa cho cô ấy túi sách trang sức cũng không mang theo, chỉ lấy một chút quần áo bó sát người. Cố nghiễn trì nhướng mày, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Nàng cái gì cũng không muốn. Trợ lý. Đúng vậy. Lưu Thủy cũng đã kiểm tra thẻ, ba năm nay chỉ có ghi chép ngài gửi tiền vào bên trong, một khoản tiêu phí cũng không có, ngoài ra, còn có thêm 4 vạn 2.800, là tô tiểu thư gửi vào. Cố nghiễn trì lông mày nhượng chút tâm sự, nữ nhân không ham tiền hắn loại chuyện này đối với hắn mà nói là phiền toái, bởi vì hắn chỉ có thể cho tiền, cái khác không cho được không cần tiền, nữ nhân liền thoát khỏi khống chế của hắn. hắn không thích loại cảm giác này. thân phận như hắn cũng không phải vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi của con gái, ngủ với người ta ba năm, dù sao cũng phải có công đạo. tiền là nhất định phải cho. cố miễn trì dựa vào lan can, chăm một điếu thuốc. điều anh không biết chính là, lúc này phiền toái trong lòng anh đang ngồi ở đại sảnh dưới lầu cầm tiền bao sân khấu anh đưa, chơi tiểu tam, làm thêm kết thúc. Tô Úc cầm tiền lương trở lại phòng trọ. Mới vừa tắm rửa đi ra, cửa bị điên cuồng gõ vang. Lúc này có người đến, Tô Úc khó tránh khỏi khẩn trương, đây mới là buổi tối đầu tiên cô chuyển đến đây, căn bản là không có bạn bè biết cô ở đây. Nàng mang tâm tình thấp thỏm chuyển đến cửa, kề sát mắt mèo, nhìn thấy một thân là chỉnh tề thủ công Âu phục, trong lòng giật mình, hắn làm sao sẽ tìm tới nơi này. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Tô Úc thở phào nhẹ nhõm sợ hàng xóm bất mãn, cuối cùng cô vẫn mở cửa. cố nghiễn trì chân dài rảo bước tiến tới, đi thẳng vào vấn đề hỏi. vì sao không thu tiền cho ít? tô út siết chặt khăn tắm, thật lâu sau mới chậm rãi phun ra một câu. cố tổng, tôi không phải loại phụ nữ bên ngoài. cố nghiễn trì nhướng mày, làm như bất đắc dĩ cười khẽ ra tiếng. vậy sao không nói sớm? lời nói sớm sẽ không ngủ hắn thích nữ nhân nghe lời mà ít chuyện, nơi này nghe lời bao gồm nhận lấy tiền của hắn lưu loát cút đi. Lúc cố nghiễn trì nói chuyện cổ hồng khẽ lăn, vết cắn trên yết hầu khẽ động theo động tác của hắn, phối hợp với khí chất cấm dục của hắn có chút cảm giác ly kinh phản đạo. Tô Úc theo bên cạnh hắn ba năm biết, hắn thực tế có cực đoan tinh thần khiết phích, bởi vậy, bên cạnh hắn ngoại trừ nàng bên ngoài chưa từng có qua nữ nhân khác. Cố nghiễn trì thấy nàng không nói lời nào, lại truy vấn bốn vạn hai ngàn tám trăm khối trong thẻ là có ý gì? Tô Úc môi đỏ mộng khẽ miếm, biểu tình có chút khẩn trương, nàng tuyệt đối không dám nói, kỳ bốn vạn khối là trả hắn năm đó tài trợ nàng đi học tiền, hai ngàn tám trăm khối là mấy năm nay lợi tức. Những lão hoàng lịch kia đại khái không đáng để đại nhân vật như hắn nhớ kỹ, đối với nàng mà nói lại là ấm áp hiếm có trong sinh mệnh, hơn nữa phần ấm áp kia còn đến từ người xa lạ. Nàng vào cố thị, Tiếp xúc với hắn vốn là chuyện nàng mưu tính đã lâu, không phải chuyện ngoài ý muốn. Là lợi tức. Tô Úc nói xong, cúi đầu. Hắn một lần nữa đánh giá tiểu thư ký sớm chiều ở chung với hắn hơn ba năm trước mắt này, có thêm vài phần ý tứ nhìn người xa lạ, lại hỏi. Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền. Tô Úc lắc đầu, nàng nào dám hoài nghi tài lực của vị đại lão này. Nhất mã quy nhất mã, tiền anh tài trợ cho cô nhất định phải trả, Tô Úc có một bộ nguyên tắc làm việc của mình. Cố Nghiễn Trì không hiểu, không biết nàng bướng bỉnh cái gì. Không ham tiền của tôi, vậy ba năm nay ham cái gì? Thích tôi. Tô Úc nghe được lời của hắn, tim đột nhiên mất cân bằng, lộ vẻ bỏ sóc một nhịp. Cô biết quy củ của anh, nào dám thừa nhận thầm mến chút tâm tư này của anh, không yêu đương chỉ qua đêm là lần đầu tiên đã ước định, giữa bọn họ chỉ có giao dịch tiền tài. Hôm nay, nàng không thu phần tiền này coi như là phá vỡ quy tắc giao dịch. Tô Úc siết tay, nghẹn nửa ngày nói. Hy vọng kỹ thuật của anh tốt. Lông mày cố nghiễn trì nhíu lại, không biết nàng lấy đâu ra sắc mặt mạnh mẽ dám can đảm mưu đồ thân thể hắn, loài chuyện ma quỷ này hắn không tin, bất quá hắn cũng quả thật được lấy lòng. Nam nhân kia một mẫu ba phần đất, có thể khen không thể tổn hại. Cho dù biết là một câu khích lệ qua loa, nghe xong cũng làm cho lòng người thoải mái biểu tình cố nghiễn trì hơi buông lỏng, không hung thần ác sát như lúc mới vào cửa, mang theo ánh mắt tìm tội nghiên cứu tới gần, ngươi đang nói dối. Tô Úc Phúc chốc giật mình, thật ra cô rất sợ hãi trước mặt anh. Khí thế trên người anh quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến cô sợ hãi nói dối một giây. Cái kia. Tôi có thể lập gia đình chưa? Mẹ tôi thúc giục tôi đi xem mắt. Đầu óc tô út xoay chuyển coi như nhanh, liền đem đề tài dời đi. Cố nghiễn trì vẫn là một bộ ngữ khí không thèm để ý. Tùy ngươi. Hai chữ nhàn nhạt khiến trái tim thủy tinh của Tô Úc thật vất vả lại vỡ nát. Anh thật sự không muốn cô nữa. Đấy mắt Tô Úc cảm xúc cuồn cuộn, cô thật sự không phải là người có thể giấu chuyện, từ nhỏ đã thích khóc, nước mắt giống như không cần tiền. Ngươi đi đi, quá muộn không thích hợp. Cô vội vàng đuổi người, sợ một giây sau không nhịn được rơi nước mắt, khiến anh chê cười cố nghiễn trì là tới đưa thẻ, mơ mơ hồ hồ bị đuổi ra khỏi cửa. Loại nhà trò sức sẹo này, hắn cũng khinh thường bước vào. Trở lại trên xe, tiếng điện thoại di động nhắc nhở vang lên. Mở hộp cha, con học sinh. Anh, em thất tình. Cố nghiễn trì xoa mi tâm, ngươi mới bao nhiêu tuổi đã thất tình. Hảo hảo học tập. Sinh viên tể. Ca, ngươi đã quên ta đều tốt nghiệp đại học 3 năm, yêu đương không phải chuyện bình thường sao? Tâm tình cố nghiễn trì tự hồ vào giờ khắc này trở nên không rõ ràng lắm. Yêu đương cũng được, phải nắm chắc độ. Con gái biết cách bảo vệ mình chứ? Trong đầu nam nhân kia điểm mấu chốt sự, hắn cảm thấy vẫn là cần thiết cùng tiểu tử kia nói một câu, đừng bị nam nhân lừa đến quần cọc cũng không thừa. Tin nhắn của cố nghiễn trì vừa gửi qua, đối diện trả lời. Con học sinh. Ngủ rồi. Cố Nghiễn Trì. Học sinh con. Ca, ngươi nói nam nhân cùng một nữ nhân phát sinh nhiều lần quan hệ, thật sự sẽ không động tâm sao? Cố Nghiễn Trì giờ khắc này trước mắt hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tô Úc, vô số đoạn phim khiêu dâm ở trong đầu phóng lên slide, hắn bỗng nhiên cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời. Sẽ động tâm sao? Cố Nghiễn Trì tựa vào trong xe, không biết như thế nào sinh ra một loại vất vả nuôi lớn cải trắng bị heo cũng cảm xúc đến thằng nhãi con này là nên giáo dục xuống. Ngón tay anh gõ nhẹ lên màn hình, gõ ra mấy chữ. Ở thành phố Ngân Thái sao? Ra ngoài nói chuyện. Chương 4 Đính hôn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tô Úc sợ tới mức vội vàng chuyển sang uy chát, ông chặt áo khoác nhỏ của mình. Tô Úc không nói dối, mẹ viện trưởng thật sự sắp xếp cho cô xem mắt. Đối với chuyện cô 25 tuổi còn chưa có bạn trai, mẹ viện trưởng không biết trong điện thoại thúc giục bao nhiêu lần, thay cô lùng sục khắp nơi hỏi thăm người đàn ông chất lượng tốt chưa lập gia đình bên cạnh. Trước kia cô có quan hệ với cố nghiễn trì, không dám công khai đi xem mắt, mỗi lần sắp xếp của mẹ viện trưởng đều bị cô ủy thác cự tuyệt. Người cố nghiễn trì kia có tính chiếm hữu nghiêm trọng, nếu biết cô đi xem mắt khẳng định lập tức vung thẻ bảo cô cút đi. Hôm nay coi như là khôi phục tự do thân, cho viện trưởng mù mù một cái công đạo, thật sự là thúc giục kết hôn gấp gáp. Cô đáp ứng việc này, chuẩn bị đi lộ mặt đi ngang qua sân khấu, không chừng đối phương cũng bị ép buộc. Tô Úc không cố ý thu dọn mình, chỉ mặc một bộ váy liền áo hàng ngày, đi ra ngoài như thường ngày. Địa điểm hẹn hò là nhà trai đặt, ở một quán cà phê ở khu Tây thành phố. Tô Úc khống chế thời gian, trước khi ước định 10 phút chạy tới, lúc cô vào cửa, một người đàn ông bên cửa sổ lễ phép vẫy tay với cô. Tô Úc kinh ngạc. Làm sao ngươi biết là ta? Người đàn ông là một giáo viên đại học, như lời mẹ viện trưởng nói, tướng mạo thanh tú, trên sống mũi đeo một cặp kính không viền, mặc một chiếc áo sơ mi trắng kinh điển, cả người nhìn qua nhã nhặn hữu lễ, làm cho người ta có cảm giác đầu tiên là một người dễ ở chung. Chào cô Tô, tôi là Bùi Văn Tự, viện trưởng Phương đã gửi ảnh của cô cho tôi, cho nên. Tô Úc nhếch môi dưới, lễ phép bắt tay ngồi xuống. Tô Úc tùy tiện gọi một ly cà phê, chuẩn bị nửa ngày mới mở miệng. Bùi tiên sinh, thật sự là xin lỗi, lần này tôi đến xem mắt là bị ép buộc, kỳ thật tôi tạm thời còn chưa có ý định tìm đối tượng, làm như xin lỗi cà phê hôm nay tôi mời khách, nếu như thuận tiện, có thể mời anh trở về nói với viện trưởng Phương một tiếng, nói anh không thích tôi. Tư thái Tô Úc rất thấp, trong ấy nấy mang theo vài phần chờ mong. Bùi văn tự nâng kính, mím môi cười. Thật trùng hợp, ta cũng là bị ép tới, cũng mời Tô Tiểu Thư trở về nói một tiếng, đã nói không coi trọng ta. Nói rõ ràng liền thoải mái, không khí kế tiếp tự nhiên nổi lên. Hai người tùy tiện hàng huyên một hồi, Bùi Văn tự nhìn đồng hồ. Buổi chiều tôi có tiếc, đi trước một bước. Tô Úc vẫy vẫy tay gật đầu bồi cười, đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi một mình thưởng thức ly cà phê chưa uống hết kia. Bùi Văn tự vừa đi, một cô gái trẻ tuổi thân đầy hàng hiệu không mời tự tới ngồi vào ghế. Tô Úc ngưng mắt, vài giây sau mới phản ứng lại, là người hôm qua gọi Tiểu Tam. Ngươi có lẽ không biết ta, nhưng ngươi khẳng định đã nghe qua ninh gia thành phố Ngân Thái, ta chính là ninh gia đại tiểu thư, ninh Tuyết Nhi. Tô Úc quả thật chưa từng nghe qua ninh Tuyết Nhi, thanh danh ninh gia ngược lại như sấm như sấm, công ty bất động sản số một thành phố Ngân Thái. Tháng trước, nàng còn đi theo cố nghiễn trì tham dự tiệc sinh nhật của lão thái thái ninh gia tô út lạnh nhạt nhún vai cho nên cố nghiễn trì đã để cho nàng cút đi còn muốn thế nào ninh tuyết nhi tháo kính trăm đặt lên tay giọng chất vấn nói trên cổ cố nghiễn trì là ngươi cắn phải không tô út không chút hoang mang nhấp một ngụm cà phê đây là tới tìm cô tính sổ nàng cũng không sợ phiền phức đoạn quan hệ giữa nàng và cố nghiễn trì chưa kết thúc bên cạnh cố nghiễn trì còn không có ninh tuyết nhi nàng cũng không tính là phá hư ai không mắc nợ nữ nhân trước mắt này cái gì ninh tuyết nhi thấy nàng không nói lời nào liền cho rằng nàng chột dạ thừa nhận tôi cảnh cáo cô sau này cách xa anh ta một chút nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng ba ngày cô có thể nhìn thấy tin tức chúng ta đính hôn tôi là vị hôn thê của anh ta nếu để cho tôi phát hiện cô lại cuốn quýt lấy anh ta đến lúc đó đừng trách tôi không khách khí Ninh Tuyết Nhi nói một đoạn dài, Tô Úc chỉ nhớ rõ một câu, ta là vị hôn thê của hắn, mấy chữ này không ngừng quay quanh bên tai nàng. Nàng cho rằng cố nghiễn trì chỉ là kết giao niềm vui mới, lại không nghĩ tới một bước đúng chỗ, cái này sắp đính hôn. Sắc mặt Tô Úc trắng bệt, cố gắng bình phục hơi thở. Hai người là đám cưới thương mại phải không? Đôi môi đỏ mộng của Ninh Tuyết Nhi khẽ mím, dáng vẻ của chính cung nương nương. Hôn nhân thương mại thì thế nào, cậu làm thư ký bên cạnh cố nghiễn trì hẳn là rất hiểu rõ gia đình hắn hắn hiện tại mặc dù là người cầm lái cố thị cũng không phải cổ đông lớn nhất của cố thị chỉ cần cố lão gia tử không hài lòng tùy thời có thể thay đổi người nối nghiệp dù sao hắn chỉ là con riêng của cố gia mà cố gia không thiếu nhất chính là đàn ông anh ấy cần sự bảo đảm mà gia đình tôi mang đến cho anh ấy có ninh gia kiềm chế cùng năng lực của hắn cường cường liên hợp vị trí này hắn coi như ngồi vững vàng mà ngươi có thể mang đến cho hắn cái gì? Tô Úc một tay nắm chặt ly cà phê, khớp xương trở nên trắng bệt. Từng câu từng chữ của Ninh Tuyết Nhi đều giống như một thanh tru tâm đau vô hình, thân thế bối cảnh thối nát của mình có thể mang đến cho hắn cái gì? Từ xưa nam nhân khổ sở mỹ nhân quan, mà khi đối mặt với Giang Sơn cùng mỹ nhân, phần lớn là lựa chọn Giang Sơn, vứt bỏ mỹ nhân. Quyền, đối với một nam nhân mà nói là hấp dẫn trí mạng, huống chi nàng đối với cố nghiễn trì mà nói chỉ là một người bạn giường căn bản là không đáng để hắn do dự cố nghiễn trì người kia nàng là hiểu rõ hắn thích bày mưu nghĩ kế đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay cưới một nữ nhân ngồi vững vàng cố thị giang sơn khoản mua bán này ổn định kiếm lời sau khi cuộc nói chuyện không thoải mái với ninh tuyết nhi kết thúc tô Úc ở trong phòng trọ chán chường ba ngày ba ngày sau cô quả nhiên nhìn thấy tin tức đám hỏi hai nhà cố ninh trên điện thoại di động trong ảnh, cố nghiễn trì nghiêng mắt nhìn Ninh Tuyết Nhi bên cạnh, trong ánh mắt ôn nhu tràn ra màn hình, hai người đứng trên thảm đỏ trai tài gái sắc, không biết có bao nhiêu xứng đôi. Tin tức cố nghiễn trì và Ninh Tuyết Nhi sắp đính hôn vừa được công bố, thời gian ngắn ngủi mấy giờ đã xông lên các bình đại lớn tìm kiếm. Toàn quốc cư dân mạng đều đang nghị luận cái này môn hôn sự, nhào nhào gõ động ấn phím phát ra chúc phúc, bình luận phía dưới, đầy màn hình trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Tô Úc nghĩ sẽ có một ngày như vậy, nhưng ngày này tới quá mức đột ngột, khiến cô trở tay không kịp. Người đàn ông thích 7 năm, cô dùng tài khoản uy chát cùng anh cách điện thoại di động vui vẻ trò chuyện nhân sinh, nói lý tưởng, nói tình yêu. 3 năm làm bạn, hơn 1.000 đêm dục vọng đang xen. Vào giờ khắc này, đều kết thúc. Tô Úc cảm thấy mình khó chịu đến sắp sống không nổi, cô tới gần anh, chưa từng nghĩ tới lưu đường lui cho mình tin tức anh sắp đính hôn quả thực muốn cô nửa cái mạng. Văn phòng tổng giám đốc cố thị. Thư ký mới thay thế Tô Úc, lúng cuốn tay chân với công việc này. Lời mắng chửi của cố nghiễn trì đã nói mệt mỏi, Tô Úc chưa bao giờ động tay động chân như vậy, một ly cà phê cũng không tốt, đây đã là thư ký thứ ba hắn đổi mấy ngày nay. Cố nghiễn trì nhìn văn kiện bị cà phê thấm ướt trên bàn, mày nhíu chặt có thể kẹp chết rùi bọ. Cố tổng văn kiện tuyển dụng thư ký đã gửi đi rồi, rất nhanh sẽ có người mới tới. Người nói chuyện là trợ lý của cố nghiễn trì, tiêu nhiên. Ngón tay cố nghiễn trì gõ không có quy luật trên bàn, hiển nhiên đã rất không kiên nhẫn. Gọi tô út đến. Chương 5 Ta muốn đổi cái việc làm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tô Úc nhận được điện thoại của tiêu nhiên, không chút do dự tỉnh táo lại thu dọn mình, một khắc bước vào tòa nhà cố thị, Tô Úc chần chờ. Nàng bỗng nhiên hỏi mình, vì sao còn muốn tới? Cô rõ ràng đã nghĩ việc rồi. Nàng đối với cố nghiễn trì triệu hoán tựa hồ đã hình thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần hắn kêu, nàng liền lấy tốc độ nhanh nhất đến cương vị công tác, trong lúc nhất thời ngay cả chuyện mình từ chức cũng ném ra ngoài đầu. Bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc tầng cao nhất, tiểu thư ký bị mắng khóc cúi đầu nức nở, nhìn thấy tô út giống như thấy được cứu tinh, tô út đi mấy ngày nay, mấy người trong phòng thư ký sắp bị cố nghiễn trì lái xong tô út anh tính đã trở lại cốc cà phê này của cố tổng hôm nay tôi thế nào cũng không đúng nhiệt độ bình thường không được nóng không được thêm đá không được tôi sắp bị mắng chết rồi tô út nhỏ giọng nói không phải tôi đem thói quen của cố tổng in ra gửi cho hai người sao lúc tâm tình anh ấy không tốt cô nhớ thêm ba khối băng tiểu thư ký tỉnh ngộ hình như tôi vừa mới đặt hai miếng Tô Úc đi tới ngoài cửa phòng làm việc, trong lòng rối rắm muốn đối mặt với anh như thế nào. Phút chốc, cửa bị từ bên trong mở ra. Mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng với mùi gỗ thông vào mũi, cảm giác áp bách mạnh mẽ đập vào mặt, vào đi. Tô Úc ngước mắt nhìn anh, vết trắng trên cổ mơ hồ còn có thể nhìn thấy chút dấu vết, lần đó cô dùng chút khí lực. Cô đi theo sau anh vào cửa. Cố Nghiễn Trì ngồi vào ghế ông chủ bằng da sau bàn làm việc, trước bàn bày đơn từ chức tô út đệ trình từ giờ trở về tiền lương cho anh tăng gấp đôi không cần tô út không chút nghĩ ngợi trả lời đây là lần đầu tiên nói chuyện đúng lý hợp tình trước mặt anh nếu như đổi lại ba ngày trước nàng sẽ không chút do dự trở về mà hiện tại ra cái kia tắt tin tức lại trở về là không có khả năng nàng thích hắn không giả nhưng cũng sẽ không đi phá hư người khác gia đình bây giờ anh ấy là một người đàn ông đã có vị hôn thê đôi mắt hoa đào đẹp mắt của cố nghiễn trì hiếp lại, tự hồ nhìn thấu tâm sự của nàng. Ta cho ngươi trở lại làm việc, nghĩ cái gì đây? Mặt tô út đỏ bừng, là cô nghĩ sai, sao anh lại thiếu phụ nữ chứ? Cô đem tầm mắt liếc đến nơi khác, cười cười, trở về làm việc cũng không có khả năng, loại tình huống này cô phải đối mặt với anh như thế nào? Nhìn hắn cùng Ninh Tuyết Nhi ở trước mặt mình sâu ân ái. Cô ấy không tự ngược đãi mình như vậy. Cố Tổng Xin lỗi. Tôi muốn đổi công việc. Lời của nàng làm cho cố nghiễn trì cảm thấy ngoại ý muốn, tiểu thư ký này ở bên cạnh hắn ba năm, làm người nhạy bén, làm việc lưu loát, buổi tối. Cũng tối đa. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cô nói lời từ chối. Cố nghiễn trì nhướng mày, không kiên nhẫn hỏi. Ngại tiền ít. Tô Úc thương tình nở nụ cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn mối quan hệ duy nhất giữa họ là nói về tiền bạc. Cố tổng, tôi chán rồi, muốn thay đổi môi trường làm việc. Ánh mắt cố miễn trì dừng trên người Tô Úc, mang theo tư thái thượng vị giả. Không cần dựa vào danh giáo tốt nghiệp theo ta sĩ diện, ra cái này cao ốc đi thử xem nhà nào có thể cho ngươi cái này tiền lương, ngân thái thành phố nhiều như vậy 985 đại học, không thiếu nhất chính là nhân tài, trên đường cái tùy tiện ném tảng đá có thể nền đến ba cái sông nhất lưu nghiên cứu sinh. Tô Úc thầm nghĩ, nàng nào dám ở trước mặt hắn sĩ diện, nàng là trường danh giá tốt nghiệp không giả, nếu không có hắn giúp đỡ, nàng cũng không có cơ hội bước vào trường danh giá. Cố tổng, nếu ngài không có chuyện gì khác, tôi đi trước đây. Đôi mắt ưng chuẩn của Cố Nghiễn Trì nhìn qua, Tô Úc đọc ra hai chữ mau cút. Cô vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà Cố thị như được đại xá. Cô vừa đi bên này, Ninh Tuyết Nhi mặc váy liền áo bước vào tòa nhà Cố thị tâm tình cố nghiễn trị không tốt, mí mắt mỹ nhân trang điểm trên sofa cũng không vẫy một cái. Ninh Tuyết Nhi ngồi nửa ngày không kiên nhẫn, chù đôi môi đỏ mộng oán giận. Cố tổng, anh bận như vậy sao, người ta vào anh ngay cả một câu cũng không nói. Cố nghiễn trì thu hồi tinh thần, trong ngăn kéo lấy ra một bản hiệp nghị đã được in ra ném qua cho cô. Nhìn một chút, có cái gì không hài lòng nói ra, không thành vấn đề thì ký tên. Ninh Tuyết Nhi nhìn mấy chữ hiệp nghị hôn nhân mà ngẩn người. Anh có ý gì? Cố Nghiễn Trì cầm trong tay một phần văn kiện đang xem, đầu cũng không ngẩng lên. Theo nghĩa đen. Ninh Tuyết Nhi mở ra xem nội dung bên trong, khuôn sáo cộng lại ba trang, nàng nhìn thấy cuối cùng trong lòng có yên ổn, tóm lại hắn chỉ có một ý tứ, hai người giả đính hôn chỉ ứng phó trưởng bối, ở trước người giả bộ ân ái, người sau giữ khoảng cách, không xâm chiếm không gian của đối phương. Điều quan trọng nhất là dấu sao, có thể tự do yêu đương, không can thiệp vào nhau. Ninh Tuyết Nhi tức giận đến mức môi run lên. Cố Nghiễn Trì, ta cũng không phải không gã được, ngươi dựa vào cái gì cho rằng mình có thể chà đạp ta như vậy? Cố Nghiễn Trì ném bút máy trong tay, đặt trên mặt bàn phát ra tiếng vang thanh thúy, hắn nâng mắt liếc người phụ nữ đang thịnh nộ trên sofa. Là cô dùng thủ đoạn để lão Cố gây áp lực cho tôi, tôi thỏa mãn cô là được đây không phải là kết quả cô muốn sao? Trong mắt Ninh Tuyết Nhi lóe ra nước mắt. Ai muốn làm vợ chồng giả? Cố Nghiễn Trì thản nhiên nói. Có ký hay không tùy ý, không ai ép cậu. Ninh Tuyết Nhi tức giận rời đi, trước khi ra khỏi cửa mang theo phần hiệp nghị khuất nhục kia. Ra khỏi tòa nhà, cô khóc đến hoa lê đái vũ, không quên gọi điện thoại cho bạn thân cố tin. Tinh tinh, anh trai khốn kiếp của em muốn đính hôn giả với anh, còn bắt anh ký hiệp nghị, ô ô ô. Cố tin là em họ cố nghiễn trì, cô trầm mặt vài giây sau khẽ cười ra tiếng. Ta đã nói ngươi không thể dùng biện pháp này ép hắn, cố nghiễn trì chính là loại gai gặp mạnh thì mạnh, hắn ăn mềm không ăn cứng, có thể bị một hạng mục uy hiếp đã không phải là hắn. Ninh Tuyết Nhi mang giày cao gót da dê ngồi sống ngoài cửa tòa nhà cố thị, nước mũi nước mắt, khóc như một thiên kim nghèo túng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ai bảo ta chính là thích hắn. Đơn giản thôi, anh ấy bảo cậu ký, cậu ký không phải là được rồi sao, diễn giả làm thật đi. Đã kết hôn rồi, sớm chiều ở chung có rất nhiều ngày công lược, cậu gấp cái gì? Tô út thất tình thì thất tình, cuộc sống còn phải tiếp tục, cô không thể miệng ăn núi lở. Tháng này cô còn chưa mua đồ dùng sinh hoạt cho các em trai em gái trong viện phúc lợi. Cô trở lại phòng trọ, đầu tiên là mở máy tính sửa lại sơ yếu lý lịch, Chọn đơn vị thích hợp gửi ra mấy bản. Tô Úc có lý lịch làm việc của một công ty nổi tiếng như trợ lý tổng giám đốc Cố thị, lý lịch sơ lược được gửi đi rất được hoan nghênh. Rất nhanh cô nhận được điện thoại phỏng vấn của ba công ty, buổi phỏng vấn đầu tiên hẹn vào buổi chiều ngày hôm sau. Tô Úc ở bên cạnh Cố Nghiễn Trì làm thư ký ba năm, đi theo hắn tham dự không ít trường hợp lớn, gặp đều là người có trình độ như hắn, đối mặt với loại thử thách nhỏ này không chút khẩn trương nàng đối với năng lực của mình vẫn rất có tự tin. Chương 6 Phỏng vấn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tô Úc lựa chọn một bộ quần áo gọn gàng. Áo khoác âu phục màu đen vừa vặn cắt may, cổ áo sơ mi tơ tầm màu trắng chỉnh tề lưu loát, phối hợp hoàn mỹ với áo khoác của cô. Một chiếc váy bút chì vừa người, đem đường công dáng người thon dài của cô bày ra. Với chiều dài vừa phải đến đầu gối, chiếc váy vừa thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp của cô vừa duy trì phong độ phù hợp. Công ty này chủ yếu là đơn hàng thời trang, quy mô công ty tuy rằng so ra kém bất động sản cố thị, nhưng đặt ở toàn bộ thành phố Ngân Thái cũng không tính là nhỏ. Chức vụ phỏng vấn của Tô Úc vẫn là thư ký. Làm ở đâu mà không làm? Tô Úc đã nghĩ kỹ, ở chỗ này làm 3 năm liền mang theo tất cả tiền gửi ngân hàng chu du thế giới. Người dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên thời thượng, vừa nhìn thấy Tô Úc đã cực kỳ tán thưởng. Ánh mắt Tô Úc kiên định mà chuyên chú, lời nói lưu loát mà có trật tự, ngôn ngữ biểu đạt rõ ràng. Cô chậm rãi nói, giọng nói nhu hòa mà giàu từ tính, dùng tri thức và kinh nghiệm vững chắc của mình thành thạo trả lời các loại vấn đề của người phỏng vấn, truyền đạt chính xác quan điểm và suy nghĩ của mình. Câu trả lời của cô tràn ngập tự tin và lo tư duy nhanh nhẹn, năng lực phân tích tỉ mỉ cùng với ngữ điệu và tiết tấu khiến người ta thoải mái khiến người phỏng vấn liên tục gật đầu. Không hổ là người tốt nghiệp trường danh giá lại từng nhậm chức ở công ty lớn. Tô Tiểu Thư, hôm nay phỏng vấn rất vui, mời cô về nhà chờ thông báo, qua sơ khảo tổng giám đốc sẽ tự mình tiến hành vòng phỏng vấn cuối cùng. Tiểu ca cung kính hữu lễ cười hiếp mắt tiễn biệt Tô Úc. Luôn cảm thấy cô không giống với những người phỏng vấn khác, có một loại khí chất đặc biệt. Được, cảm ơn. Tô Úc cũng không khẩn trương, hôm nay biểu hiện ổn định phát huy, theo cô quan sát phản ứng của nhân viên phỏng vấn sơ khảo cô đã nắm chắc 10 phần. Tâm tình không tệ mà đạp cao gót nghênh ngang rời đi. Lúc này trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, Cố Nguyễn Trị hai chân đang sen cau mày nhìn các thư ký mới chiêu mộ trước mặt. Chân dài thuần một màu khiến Cố Nguyễn Trị có chút đau đầu. Hắn là tuyển thư ký, cũng không phải tuyển tiêu nhiên nơm nớp lo sợ đứng trước bàn làm việc của cố nghiễn trì cảm giác nhiệt độ trong phòng làm việc dường như đột nhiên thấp hơn vài độ tốt xấu gì những người này cũng là hắn phỏng vấn vài vòng tần tuyển chọn ra vô luận bằng cấp năng lực tướng mạo đều là xuất sắc nhất trong số những người ứng tuyển tổng giám đốc vẫn là một bộ dáng không hài lòng ba người trước ở lại cố nghiễn trì cũng không ngẩng đầu không chút để ý mở miệng tiêu nhiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm hắn chính là một người làm công, cảm giác đoán tâm tư tổng giám đốc so với tất cả công việc đều mệt mỏi hơn. Vâng, tổng giám đốc. Tiêu nhiên rất không hiểu tại sao Tô Úc lại đột nhiên từ chức, tổng giám đốc đối xử với cô không tệ, tiền lương đãi ngộ cũng cao hơn rất nhiều so với những công ty khác cùng chức vụ. Công việc mà mọi người chen lấn đến vỡ đầu cũng không cầu được không làm nhất định phải từ chức, tổng giám đốc đều tự mình giữ lại, chẳng lẽ cô thổ lộ tổng giám đốc bị cự tuyệt. Tuy nhiên cũng chỉ dám ở trong lòng bá quái một chút, dựa theo văn kiện Tô Úc gửi dặn dò một chút nội dung công tác của mấy người tổng giám đốc lưu lại. sắc trời còn sớm, Tô Úc phỏng vấn xong không vội vã về nhà, đi đến một siêu thị gần phòng trọ. Giờ này người không nhiều lắm, Tô Úc đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, chậm rãi đi dạo. Trước kia luôn đi theo cố nghiễn trì xã giao khắp nơi, bình thường ba bữa cơm ngoài trừ ăn ở công ty chính là dựa vào đồ ăn bên ngoài giải quyết vì bảo trì dáng người cũng thường xuyên đói bụng ngủ. Số lần tự nấu ăn có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhìn hàng hóa rực rỡ muôn màu trên quầy, Tô Úc có chút cảm khái, giống như hôm nay mới bắt đầu cuộc sống nghiêm túc. Vây quanh người khác chuyển cuộc sống qua mơ mơ hồ hồ, cũng nên vì chính mình sống một lần. Chỉ riêng khu gia vị đã làm khó Tô Úc. Tiểu Tô đã. Dùng để làm gì? Tô Úc lẩm bẩm lấy di động ra định lên Baidu. Baking soda là kiềm mạnh và axit yếu trung hòa sau khi tạo ra muối axit, hòa tan trong nước thể hiện tính kiềm yếu, có thể được sử dụng làm chất giãn nở trong quá trình chế biến thực phẩm. Khi hấp bánh bao và bánh bao hấp, thêm một lượng vừa phải baking soda vào mì, có thể tăng độ linh hoạt của mì. Tô Úc quay đầu nhìn về phía khuôn mặt quen thuộc kia. Là ngươi a. Thật trùng hợp. Bùi Văn tự một thân quần áo thể thao nhàn nhã, thay đổi lịch sự nho nhã lần đầu tiên tô út gặp mặt thoạt nhìn giống như một nam sinh viên năng động quả nhiên là giáo viên đại học kiến thức uyên bác nói đùa ta dạy chính là hóa học hữu cơ trùng hợp biết thôi ánh mắt tô út mang theo chút sùng bái cô là một sinh viên khoa văn trước khi không phân khoa đau đầu nhất chính là hóa học có lẽ là nguyên nhân hóa học của mình không tốt đối với bất kỳ người hóa học tốt nào cũng ít nhiều mang theo kính lọc lại càng không cần phải nói Bùi Văn Tự còn là giáo viên dạy hóa học. Bùi lão sư hôm nay không có tiếc sao? Ừ, ra ngoài mua đồ ăn. Tô Úc theo tầm mắt của anh nhìn về phía các loại rau quả trong xe mua sắm của anh. So với đồ ăn nhanh và đồ ăn vặt trong xe mua sắm của Tô Úc thì vô cùng khỏe mạnh. Tô Úc ngượng ngùng cười cười, bất động thanh sắc đẩy xe ra sau lưng mình. Hàng huyên vài câu đơn giản, Bùi Văn Tự rời khỏi siêu thị trước. Tô Úc đối với vị giáo viên nho nhã lễ độ này không có ấn tượng gì đặc biệt cũng không bài xích, trải qua lần đầu tiên xem mắt, Tô Úc cảm thấy hắn hẳn là một người số khổ bị người nhà ép kết hôn. Sau khi mua nguyên bộ gia vị nấu cơm, Tô Úc lại mua mấy chai bia, mang theo túi mua sắm nặng trịch về nhà. Chuyển đến căn nhà này Tô Úc mới có cảm giác gia đình. Sau khi làm một chút thức ăn đơn giản, Tô Úc nhận được thông báo của Thượng Mỹ. Chào Tô tiểu thư, chúc mừng cô thông qua sơ khảo, 10 giờ sáng mai xin đến công ty đúng giờ, tiến hành vòng phỏng vấn cuối cùng. Đã nhận, cảm ơn. Tô Úc vui vẻ, cảm giác thức ăn đơn giản đều biến hương. Trang điểm đơn giản, Tô Úc một thân trang phục chuyên nghiệp giỏi giang chạy thẳng đến Thượng Mỹ. Tổng giám đốc Ung Thành của Thượng Mỹ là một người đàn ông thành công gần 40 tuổi. Có lẽ là do loại hình công ty, khác với đại đa số đàn ông trung niên chính là tổng giám đốc Âu Phục dày da lại hiển lộ rõ quý khí cùng thời thượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Úc là người tốt nhất được chọn làm thư ký tổng giám đốc. Đêm nay cùng tôi tham gia một yến hội. Công ty quần áo sẽ sắp xếp cho cô. Tô Úc mặc dù có chút nghi hoặc, cô vừa tới liền dẫn cô đi yến hội sao? Vẫn cung kính đáp lời tổng giám đốc. Nội bộ thường Mỹ bố trí rất tốt. Mấy người bộ thư ký ở cùng một phòng làm việc, mọi người tràn ngập tò mò đối với nữ sinh xinh đẹp lại có năng lực mới tới này. Dù sao cũng là từ bất động sản Cố thị chuyển công tác tới. Về phần nguyên nhân từ chức thì không biết được. Cho đến khi Tô Úc một thân váy dài màu đen theo tổng giám đốc xuất hiện ở yến hội mới biết mục đích mang cô tới là gì. Thượng Mỹ có một hạng mục muốn hợp tác với Cố thị, Cố thị cho rằng tiền lợi không tốt, vẫn không đưa ra câu trả lời rõ ràng chính là bởi vì Tô Úc từng có kinh nghiệm làm thư ký cho Cố Nghiễn Trì, Uông Thành muốn thông qua cô đi nói chuyện làm ăn một khi thành công kiếm lời ổn định không lỗ. Tô Úc một cái đầu to hai cái. Không đi cũng không phải đi cũng không phải. Cố Nghiễn Trì thấy Tô Úc nhu thuận đứng ở bên cạnh nam nhân khác có loại cảm giác không nói nên lời. Thường ngày cô đều ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Chương 7 Thư ký mới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio cảm nhận được ánh mắt của cố nghiễn trì, tô út chần chờ nhìn sang. Cố nghiễn trì một thân âu phục màu đen, kiểu tóc bị thổi cẩn thận tỉ mỉ, có lẽ vai rộng mông hẹp thích hợp mặt âu phục nhất, tô út không thể không cảm khái. Vô luận là năng lực bề ngoài thủ đoạn tiền tài cố nghiễn trì đều là nam nhân đứng ở đỉnh kim tự tháp. Hôm nay không giống chính là đi theo bên người cố nghiễn trì là một gương mặt xa lạ, nhu thuận kéo cánh tay cố nghiễn trì. Là thư ký mới tuyển của hắn sao? cảm nhận được ánh mắt quan sát của Tô Úc, cố nghiễn trì nhếch khóe miệng ông eo thư ký. Thư ký cũng phối hợp dựa vào trong ngực cố nghiễn trì. Tim Tô Úc đập hụt một nhịp, cũng quyết quay mặt đi không nhìn bọn họ. Giống như là thực hiện được, cố nghiễn trì hơi nhếch khóe miệng, nhíu mày. Hắn cũng không biết tại sao mình làm như vậy, hắn làm sao có thể cố ý chọc giận nàng loại này tiểu tâm tư, lúc nào một nữ nhân cũng có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn rõ ràng thứ hắn không thiếu nhất chính là nữ nhân. Thấy người kia không, ngươi hẳn là quen thuộc hơn ta, cố nghiễn trì, mục đích hôm nay tới chỉ có một, chiếm lấy mảnh đất ở ngoại ô. Uông tổng, tôi. Tô Úc một vạn lần không muốn. Cô thật sự không biết đối mặt với anh như thế nào, cũng không muốn có quan hệ gì với anh nữa. Lần này hợp tác thành tôi tăng lương cho cô, sau này cô an tâm ở bên cạnh tôi, thư ký cao cấp của Tổng Giám đốc Thượng Mỹ vĩnh viễn là cô không phải chuyện tiền bạc a, à. uông tổng, tôi và anh ta chỉ là đồng nghiệp cũ, hơn nữa hiện tại tôi từ chức, nói không chừng tôi đi nói ngược lại sẽ phá hỏng chuyện tốt của ngài. vừa nhậm chức đã không nghe lời ông chủ sao? đôi mắt thâm thúy của uông thành tràn ngập uy hiếp, tôi út cắn răng vẫn kiên trì. ô, uông tổng tuyển thư ký mới, cái này đẹp, dáng người này rất hợp khẩu vị, nó cũng không phải là một con mèo nhỏ dễ dạy dỗ. Uông Thành nhìn bóng lưng Tô Úc, híp híp mắt. Cố Nghiễn Trì đương nhiên biết Tô Úc đang đi về phía hắn, vẫn chuyện trò vui vẻ với thư ký mới. Cố Tổng, tôi là thư ký của Uông Tổng Tập đoàn Thượng Mỹ, có thể nói chuyện với ngài không? Cố Nghiễn Trì mí mắt cũng không nâng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu trong tay, tê quy la chạm đến đầu lưỡi, cảm giác ấm áp dần dần ở trong miệng khuếch tán ra. Cố Nghiễn Trì khẽ nhếch môi. Nói chuyện gì? về hợp tác đất đai ngoại ô đất đai quan trọng như vậy nói chuyện hợp tác cho một thư ký đến thượng mỹ thật đúng là coi trọng cậu xem ra tổng giám đốc thượng mỹ có thể cho cậu tôi không cho được trách không được nhất định phải đổi nghề cố nghiễn trì trêu tức đánh giá nàng một thân lễ phục màu đen ưu nhã lại cao quý đường công bộ ngực ưu mỹ lưu loát phát họa ra đường công hoàng mỹ chất liệu màu đen ở trên người nàng tản mát ra một loại mị lực thần bí mà mê người làm cho nàng lộ ra càng thêm mê người. Cổ Hồng cố nghiễn trị thắt chặt, những cảnh tượng triền miên liệu chết với cô hiện lên trong đầu anh. Cố tổng nói đùa, ngài nói đúng, sinh viên tại cao khắp nơi đều có, xem nhiều đều sẽ chán, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị, mới có thể bảo trì cảm giác mới mẻ trong công việc và cuộc sống, hướng loại tổng giám đốc nhật lý vạn cơ như ngài, người nào tìm không thấy, tôi thức thời đi trước. Tô Úc hơi ngẩng đầu cùng hắn bảo trì nhìn thẳng, ngữ khí nhẹ nhàng, không hề bị hắn chăm chọc ảnh hưởng. Mặt cố nghiễn trì tối sầm, hắn làm sao nghe không ra ý tứ trong lời nói của nàng. Ở trong mắt nàng hắn chính là một công tử phóng đảng. Đổi khẩu vị. Hắn là tìm thư ký cũng không phải tìm tiểu thư, rõ ràng hắn nhiều năm như vậy bên người ngoại trừ tô út một người phụ nữ cũng không có. Là anh để cô đi trước không sai, không phải lại giữ cô lại sao? Bày cái gì phổ? Tô thư ký thật là nhanh mồm nhanh miệng sao trước kia tôi không phát hiện, xem ra rời khỏi tôi tính cách đều cởi mở. Cố tổng, ngài không cần phải nói những lời này, tôi thật lòng muốn cùng ngài tâm sự về mảnh đất ở ngoại ô. Lãng phí thời gian của ta, ngươi xứng sao? Nói như thế nào tôi út cũng theo hắn ba năm, giờ này khắc này trong mắt hắn đều là lạnh lùng, tôi út biết việc này sợ là tán gẫu không được, dứt khoát quay đầu bước đi. Thật sự là mạc danh kỳ diệu. Cố nghiễn trì nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng không biết là tư vị gì, tê quy la uống một hơi cạn sạch, tư vị cây nồng ở trong miệng lan tràn. Tiểu thư ký không dám thở mạnh, sợ nói sai một câu chọc phải vị Phật lớn này. Thủ đoạn buôn bán nổi tiếng gần xa của cố tổng độc ác, sao nói chuyện với thư ký cũ cũng khó nghe như vậy. Tiểu thư ký có chút nghĩ mà sợ, không phải sau này cô bị đuổi cũng là loại đãi ngộ này chứ. Uông Thành nhìn khuôn mặt đen thành thang của cố nghiễn trì, Vẻ mặt khó chịu Tô Úc có chút thất vọng. Đây rõ ràng là đàm phán thất bại. Hắn lúc trước lưu lại nàng không phải là coi trọng nàng đã từng là thư ký của Cố Nghiễn Trì gần quan lâu đại nói chuyện mạnh đất ngoại ô kia sao? Tô Úc ra vẻ không muốn nhiều lời. Uông tổng. Không đàm phán thành công. Từ Uông Thành tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cũng không nói thêm gì. Toàn bộ yến hội Tô Úc đều an tĩnh đi theo Uông Thành khắp nơi xã giao thay Uông Thành uống không ít rượu. Cố nghiễn trì chẳng biết từ lúc nào ánh mắt giống như trang bị định vị đi theo nàng, chỉ thiếu chút nữa đem sau lưng nàng nhìn chầm chầm ra hai cái lỗ. Nhìn cô chuyện trò vui vẻ, uống hết ly này đến ly khác, cố nghiễn trì càng bực bội. Sau khi tiệc tối kết thúc, cố nghiễn trì hẹn riêng Uông Thành. Cố tổng, ngưỡng mộ đã lâu. Mảnh đất ngoại ô kia, ta có thể hợp tác với ngươi. Tô Úc chặn phần lớn rượu, Uông Thành uống không nhiều nhưng cũng có chút say khước. Cố Tổng có tầm nhìn xa trong rộng, tin tưởng chúng ta hợp tác nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Uông Mổ lấy trà thay rượu kính ngài một chén. Uông Thành vẽ mặt Xuân Phong, xem ra tô Úc vẫn có chút tác dụng. Hợp tác cũng được, Cố Mổ có một lời mời vô tình. Cố Tổng ngài nói, chỉ cần Uông Mổ nhân tôi làm được đã không từ chối. Con người tôi có một thói quen xấu tôi đã dùng qua cũng không hy vọng người khác chạm vào, bao gồm cả người. Uông Thành dù sao cũng là một lão bánh quẩy, sao không nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn. Cố tổng yên tâm đi, người của ngài tôi trả lại cho ngài là được, ngày mai tôi sẽ tự chức cô ấy. Uông tổng nói đùa rồi, cô ấy không còn là người của tôi nữa. Được được, đều nghe theo cố tổng. Uông Thành rất thích tô Úc, không chỉ xinh đẹp hào phóng, dáng người cũng tốt. Nhưng dù sao Ung Thành cũng là một thương nhân, cân nhắc lợi hại là chuyện hắn am hiểu nhất, một người phụ nữ mà thôi, so với làm ăn không đáng nhắc đến. Cố Nghiễn Trì nhếch khóe miệng, hợp tác vui vẻ. Tô Úc mò mẫm tìm mấy viên thuốc giải rượu. Trước kia đi theo Cố Nghiễn Trì cũng không ít xả giao, nhưng cũng không có phần lớn rượu như Ung Thành để nàng uống hộ. Uống thuốc xong Tô Úc chán chường tựa vào sofa, nhớ lại từng chút một hôm nay. Thái độ của Cố Nghiễn Trì khiến lòng nàng băng giá, có lẽ hắn vốn là người tuyệt tình như vậy, là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Tiếng chuông thanh thúy phá vỡ sự yên tĩnh trong bóng tối, cũng kéo suy nghĩ của Tô Úc về. Là tin tức bộ phận sự vụ thường Mỹ nhân gửi tới. Tô tiểu thư chào ngài, tổng giám đốc cảm thấy ngài có thể cũng không thích hợp với chức thư ký tổng giám đốc, phi thường xin lỗi lãng phí thời gian của ngài, hy vọng ngài tìm được chức vụ tốt hơn quả thực so với thuốc tỉnh rượu còn làm cho người ta tỉnh táo hơn. Chương 8 Ra mắt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tô Úc cười khổ Cái này liền bị từ chức Tô Úc sau khi tốt nghiệp liền dựa vào bằng cấp cùng kinh nghiệm xuất sắc thành công tiến vào bất động sản cố thị Đây là lần đầu tiên cô trải qua bị sa thải, cảm giác có chút kỳ diệu Quên đi, thành phố Ngân Thái to như vậy, chắc chắn sẽ có chỗ dung thân của Tô Úc nếu công việc gặp khó khăn, dứt khoát xem mắt trước thử xem. Tô Úc vỗ vỗ mặt, thuốc giải rượu rất nhanh liền phát huy tác dụng, Tô Úc tìm máy tính liên hệ với hai công ty khác hẹn cô phỏng vấn trước đó, thuận tiện lại đầu tư mấy công ty, còn treo một trang web xem mắt. Nếu cố nghiễn trì cũng muốn đính hôn. Cô dựa vào cái gì không thể xem mắt. Tô Úc giận dỗi nghiêm túc xem trang đầu trang web xem mắt, người xem mắt có thể nói là đủ loại. Tô Úc cảm thán, thì ra trên thế giới vẫn có rất nhiều người ưu tú không có một nửa kia. Cô mới 25 tuổi, nhưng cũng không cần quá gấp gáp, chậm rãi xem mắt thử xem. Nhìn nhìn, Tô Úc cười ra tiếng. Đây không phải là bùi văn tự sao, người nhà anh rất muốn anh kết hôn, các trang web xem mắt lớn đều bỏ tin tức. Bùi văn tự, phó giáo sư khoa hóa học Đại học Hoa Châu, 30 tuổi, con một. Bức ảnh kèm theo hẳn là ảnh tốt nghiệp đại học của Bùi Văn Tự, so với Tô Úc thì ngây ngô hơn rất nhiều. Có lẽ là do uống rượu, Tô Úc ngủ rất sớm, một đêm ngủ ngon. Tô Úc vừa mở mắt liền nhanh chóng mở máy tính, sơ yếu lý lịch gửi đi còn chưa có câu trả lời, ngược lại trang web xem mắt có vài câu trả lời. Tô Úc chọn một người có điều kiện không tệ, hẹn buổi chiều gặp mặt. Hậu quả của say rượu chính là đau đầu muốn nứt ra. Hết lần này tới lần khác tắm rửa đến một nửa không có nước. Tô út sờ bọt trên mặt, cô vừa mới chuyển tới nơi này, tiền điện tiền nước sau còn chưa kịp hỏi. Vội vàng gọi điện thoại cho chủ nhà, tôi út đợi hơn 10 phút cũng không gọi được. Không phải chứ, chủ nhà, thời khắc quan trọng như anh không nghe điện thoại, buổi chiều tôi còn phải xem mắt nữa. Bất đắc dĩ Tô Úc đành phải dùng khăn lông cuốn lấy mái tóc đầy bọt, mặc áo ngủ vào gõ cửa nhà hàng xóm. Có đôi khi chuyện duyên phận này thật sự là nói không rõ. Bùi văn tự vẽ mặt kinh ngạc mở cửa, Tô Úc cũng vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt nhỏ. Bùi lão sư ngươi ở nơi này. Đúng. Anh ở đối diện cửa. À, tôi vừa mới chuyển tới. Cái này cũng quá trùng hợp. Đúng vậy. Tô Úc có chút xấu hổ gãi đầu, trầm mặt vài giây Tô Úc mới nhớ tới mục đích cô gõ cửa. Cái kia, bùi lão sư, tiền nước tiểu khu chúng ta đi đâu nộp a? À, em gội đầu rửa một nửa hết nước rồi nộp tiền điện nước phải khai thông tiểu khu nộp phí hệ thống, hôm nay thứ bảy nhân viên công tác nghỉ ngơi, đoán chừng là không thể làm, người nếu gấp có thể tới nhà ta tắm. Tô Úc có chút chần chờ. Đến nhà một người đàn ông xa lạ gội đầu, nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên. Cảm ơn Bùi lão sư, ngươi cho ta mượn chút nước là được rồi. Cũng được. Bùi Văn Tự sau khi biết được lời vừa rồi có chút không ổn. Bùi Văn tự nhận một thùng nước ấm sách đến trước cửa nhà Tô Úc. Cảm ơn thầy Bùi. Không cần khách khí, chúng ta thêm phương thức liên lạc đi, tôi sẽ gửi cho anh. À được. Tắm rửa xong lại trang điểm nhẹ, Tô Úc vội vàng đi tới quán cà phê do đối tượng xem mắt chỉ định. Tô Úc có chút tò mò, sao tất cả mọi người đều thích hẹn hò ở quán cà phê. Đối phương đã đến. Thấy Tô Úc thân sĩ kéo ghế cho Tô Úc, xin lỗi vì tôi đến muộn không có ta cũng vừa tới tô út nghiêm túc quan sát đối phương đối phương là một bác sĩ họ hứa mày rầm mắt to đường nét khuôn mặt sắc bén tướng mạo nhẹ nhàng khoan khoái đúng là tô út thích anh là bác sĩ đúng không đúng tôi làm việc ở bệnh viện nhân mạng số một ngân thái đương nhiệm chủ nhiệm khoa ngoại tô tiểu thư là thư ký đúng không đúng lúc trước tôi nhậm chức ở bất động sản cố thị, nhưng hiện tại từ chức, trước mắt vẫn đang trong trạng thái tìm việc. Được, vậy anh đi thẳng vào vấn đề. Nhà anh ép buộc, nếu chúng ta ở bên nhau, anh hy vọng tốt nhất là kết hôn trong vòng nửa năm. Nếu có con thì tốt nhất là kết hôn trong vòng một năm. Tô Úc trầm mặt. Em là con một, công việc của em thu nhập không thấp, cha mẹ em cũng có thể trợ cấp một ít em hy vọng sau khi chúng ta kết hôn anh có thể ở nhà làm vợ toàn thời gian, nấu cơm làm việc nhà, em không thích vợ quá mức suốt đầu lộ diện. Tô Úc miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Bác sĩ hứa, tốt xấu gì tôi cũng là nghiên cứu sinh đại học, bà xã toàn thời gian có lãng phí bằng cấp của tôi không? Nữ nhân mà thôi, không cần phải quá mạnh mẽ. Giúp chồng dạy con mới là giá trị lớn nhất của ngươi. Tô Úc cố nén xúc động hát cà phê lên mặt anh. Hứa tiên sinh, tôi cảm thấy tam quan của chúng ta không thích hợp lắm, thật xin lỗi đã lãng phí thời gian của anh, hôm nay xem mắt đến đây đi. Tô Tiểu Thư có gì không hài lòng với tôi sao? Chúng ta có thể trao đổi sâu hơn một chút. Không cần, ta còn có việc, đi trước đây. Tô Úc thật sự là một giây cũng không muốn lại cùng người đàn ông kỳ lạ này ở lại, trách không được hắn 32 tuổi còn không có một nửa kia. Tô Úc cũng rời khỏi quán cà phê như chạy trốn rốt cục hiểu được trên mạng nói xem mắt đều là cách nói của nam nhân kỳ quái, thật đúng là. Sau khi kết thúc buổi xem mắt không tốt đẹp, Tô Úc ở nhà suốt ba ngày, cũng không hẹn người đàn ông khác xem mắt, trải nghiệm lần trước tự như một bóng ma. Đợi ba ngày gửi sơ yếu lý lịch cuối cùng cũng có tin tức. Phỏng vấn tập đoàn lục thị. Tô Úc cảm khái, công ty lớn tốt, mặc dù là đối thủ một mất một còn của cố thị. Tô Úc một lần nữa tràn đầy tự tin bước vào cửa lớn của tập đoàn Lục thị. Đây là công ty có giá trị thị trường chỉ đứng sau bất động sản Cố thị. Tô Úc từng đi theo Cố Nghiễn Trì xã giao thời điểm gặp qua Lục thị tập đoàn tổng giám đốc Lục Chính Xuyên, cùng Cố Nghiễn Trì tuổi 30, cũng là hai loại phong cách bất đồng. Lục Chính Xuyên lớn lên thanh tú, một đôi đào hoa mắt ôn nhu như nước, làn da trắng nõn, Tô Úc lần đầu tiên thấy hắn đã cảm thấy hắn nên đi làm minh tinh nhất định có thể lăn lộn đến cấp bậc đỉnh lưu khác với thượng mỹ thư ký của tập đoàn lục thị là do tổng giám đốc tự mình phỏng vấn lục chính xuyên nhìn thấy tô út thì ý tứ không rõ nhíu mày tô út chúng ta gặp nhau rồi vâng lục tổng có tiện tiết lộ nguyên nhân rời khỏi cố thị không một công việc đã làm quá lâu và muốn thay đổi môi trường vậy ta có thể lý giải là ngươi nhầm chức ở chỗ ta không bao lâu cũng sẽ bởi vì chán rồi lại đổi nghề hay không tôi cho rằng tôi có năng lực làm tốt công việc của mình nếu quý công ty đãi ngộ đủ tốt tôi sẽ không có ý định chuyển công tác lục chính xuyên nhất khóe miệng xem ra là cố nghiễn trì đối xử với ngươi không tốt tôi không có ý đó được tiền lương của cô ở cố thị là bao nhiêu tôi cho cô gấp đôi ngày mai đúng giờ đến phòng thư ký báo cáo cảm ơn lục tổng. Lục chính xuyên rất thưởng thức nữ nhân này, không giống với những tiểu bạch hoa khác, nàng càng giống xương rộng trong sa mạc, cố thị là đối thủ cũ của lục thị, lúc lục chính xuyên tiếp xúc với cố nghiễn trì đã gặp qua nàng, ngay lúc đó nàng đi theo bên người cố nghiễn trì liền bộc lộ tài năng nhanh mồm nhanh miệng, hắn ngược lại muốn nhìn xem, tô Úc là một nữ nhân lợi hại như thế nào. Chương 9 Quán cà phê ngẫu nhiên gặp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tôi Úc tâm tình rất tốt ngâm nga hát trở về nhà. Màn hình điện thoại di động sáng lên, Tô Úc vốn tưởng là thông báo của công ty, lại nhận được uy chát của Bùi Văn Tự. Bùi Văn Tự Ngày mai toàn tiểu khu mất nước một ngày, nhớ dự trữ trước một chút. Cuộc đối thoại lần trước còn dừng lại ở đường Linh nộp phí ba ngày trước Bùi Văn Tự gửi tới. Lần trước Tô Úc vội vã ra cửa lại quên nói lời cảm ơn, giao diện trò chuyện sạch sẽ như vậy chỉ có hai câu tin nhắn hắn gửi tới nó cũng bao gồm một liên kết tô út được được cảm ơn bùi lão sư nhắc nhở còn có liên kết nộp phí cảm ơn bùi văn tự không khách khí cùng với một cái túi biểu tình trẻ con tràn ngập cảm giác niên đại đúng là giống phong cách của hắn đang muốn tắt uy chát tin tức giữa hè bắn tới hà hà tôi Tô Tô, tôi, tôi nói với cậu là tôi mới nhận bộ phim này, nhà sản xuất có quan hệ với nữ chính, hẹn họ bị tôi bắt gặp ha 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 ha, ngay sau đó là mười mấy cái biểu tình cười to của một vị nào đó trong giới giải trí. Tô Út bất đắc dĩ cười cười. Tô Út. Bà cô, cô có thể chú ý hình tượng một chút không, vạn nhất sau này lịch sử trò chuyện của cô và tôi bị bới ra từng phút từng phút. Ha ha. Vốn là một mảnh phế tích sao lại sập nhà yên tâm đi, tôi bị xe đụng chỉ còn một hơi thở cũng phải đứng lên xóa lịch sử trò chuyện của chúng ta. kèm theo một tấm biểu tình hai tay chắp trước ngực một lòng hướng Phật. tô út dở khóc dở cười. hà hạ đúng rồi cục cưng, em từ chức rồi. tô út. cố nghiễn trị sắp đính hôn. cũng. chán rồi đi. rõ ràng giữa hè bên kia trầm mặc trong chốc lát. hà hạ tôi đã nói tên khốn kiếp này không phải thứ tốt lành gì hết lần này tới lần khác cậu bị mê hoặc đến bảy mạng tám chay thật sự theo hắn ba năm tôi thật không biết cậu có ý đồ gì tô út tôi cũng không biết có thể là muốn anh ấy đẹp trai hà hà phun máu hà hà vậy bây giờ cậu là dân du cư thất nghiệp rồi tô út tôi gửi sơ yếu lý lịch của tập đoàn lục thị ngày mai có thể đi làm thư ký tổng giám đốc. Hà hà. Có thể A Tô Tô, buồn bực làm đại sự, làm tốt lắm, ta trực tiếp đánh vào trận doanh địch quân, ha 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 giết hán phụ lòng cố nghiễn trì trở tay không kịp. Tô Úc. Cậu gần đây thế nào? Hà hà. Cậu cứ chờ tin tức tốt tôi phát bao lì xì nuôi cậu đi. Tô Úc. Hảo hảo, giữa hè chúng ta phải là đỉnh cao. Cùng thịnh hạ hàng huyên một lát đề cập tới cố nghiễn trì, vốn mấy ngày này cố gắng đè nén cảm xúc lại ngóc đầu trở lại. Tô Úc chưa từng thất tình, tuy rằng cùng anh cũng không tính là yêu đương đứng đắn, nhưng cũng coi như thất tình đi. Mà xui quỷ khiến Tô Úc mở Weibo tìm kiếm nhập tên của hắn. Gần như tất cả đều là tin tức hắn sắp đính hôn. Trai tài gái sắc, khu bình luận cũng thuần một sắc chúc phúc. Tô Úc cười khổ, ba năm này tự như mộng, hiện tại tỉnh mộng, hắn vẫn là cái kia xa không thể với tới ngôi sao. Mà mình vĩnh viễn không thể là người đứng bên cạnh hắn. Buổi tối công ty gửi tới bản thói quen làm việc cá nhân của Lục Chính Xuyên, Tô Úc nghiêm túc xem qua mấy lần, nếu làm thư ký của anh ta thì làm tốt, nhớ rõ thiếu chút nữa Tô Úc mới tắt máy tính. Có lẽ là nguyên nhân đổi công việc mới, hoặc là bởi vì thất tình, trằn trọc thật lâu, Tô Úc rất khuya mới đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, Tô Úc một thân âu phục màu đen áo khoác bao mông váy, bước vào cái này nặng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ tới đi làm địa phương. Lục Chính Xuyên còn chưa tới. Tô Úc đơn giản thu dọn đồ đạc của mình, dựa theo thói quen của Lục Chính Xuyên pha xong một ly cà phê. Sau khi thu dọn xong văn kiện Lục Chính Xuyên muốn phê duyệt hôm nay, Lục Chính Xuyên bước lên sao băng. Chào Lục Tổng. Lục Chính Xuyên gật đầu. Từ cà phê của ngài đã pha xong, ba phần sữa ba phần đường hôm nay ngài phải dùng văn kiện sữa sang lại đặt ở trên bàn làm việc của ngài mặt khác chiều nay có một chuyến đi thực địa tôi đã thông báo cho tài xế lục chính xuyên vừa đi vừa nghe cô báo cáo hài lòng gật đầu làm tốt lắm ngươi đi làm việc của mình đi vâng lục tổng lục chính xuyên thích loại người làm việc nhanh nhẹn này nhất là phụ nữ xinh đẹp rất nhanh cho tới trưa Tô Úc đi theo Lục Chính Xuyên đến nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô. Tô Úc đi theo Cố Nguyễn Trì cũng từng làm công tác khảo sát thực địa, nhà xưởng xử lý phiền toái nhất, Lục Chính Xuyên rất có kiên nhẫn, vẫn tô tô vẽ vẽ hai giờ. Tô Úc cảm thán, tổng giám đốc ngăn nắp xinh đẹp cũng rất mệt mỏi. Sau khi công tác khảo sát kết thúc, Lục Chính Xuyên dẫn Tô Úc đến một quán cà phê. Mệt không? Lục Chính Xuyên khẽ nhấp một ngụm cappuccino, quan tâm nhìn cô. Tô Úc có chút không được tự nhiên. Không sao. Công việc có thích ứng không? Không có vấn đề gì lớn. Vị trí của Tô Úc đối diện cửa quán cà phê, cũng rõ ràng nhìn Ninh Tuyết Nhi nũng nịu kéo cố nghiễn trì đi vào. Âu phục đơn giản xa xỉ, giá áo trước sau như một, cả người cố nghiễn trì tản ra mị lực của nam nhân thành thục, chỉ là trên mặt rõ ràng mang theo không vui. Không phải chứ. Cái này cũng có thể gặp được. Tô Úc có chút xấu hổ, cũng không phải bởi vì quan hệ của bọn họ, chủ yếu là bây giờ cô là thư ký của Lục Chính Xuyên. Từ chức đi làm thư ký đối gia, nghĩ thế nào cũng có loại cảm giác phản bội. Sợ cái gì tới cái đó, xa xa, Tô Úc đối diện với ánh mắt cố nghiễn trì. Ánh mắt của hắn mang theo xem kỹ, thẳng đến khi nhìn thấy Lục Chính Xuyên đối diện Tô Úc, ánh mắt cố nghiễn trì thay đổi, một loại khí tức nguy hiểm từ trong mắt hắn lộ ra nanh vuốt. Tô Úc chột dạ cúi đầu. Cố Nghiễn Trì đang phiền. Ninh Tuyết Nhi cuốn lấy hắn như thuốc dán da chó, ầm ý muốn tới uống cà phê, nếu như hắn không cùng nàng đến thì cáo trạng với ông nội. Cố Nghiễn Trì trong lòng chướng mắt Ninh Tuyết Nhi, cũng ghét nhất bị uy hiếp, nhịn lửa cùng cô đến uống cà phê, rồi lại ở quán cà phê nhìn thấy một màn càng tức giận. Tô Úc và Lục Chính Xuyên. Bọn họ như thế nào cùng một chỗ, loại phối hợp này là hắn không nghĩ tới. Tô Úc bò lên giường lục chính xuyên. Nghĩ vậy, mặt cố nghiễn trì càng đen hơn. Ha ha, nữ nhân này còn rất có bản lĩnh. Ninh Tuyết Nhi rõ ràng phát hiện người bên cạnh không đúng, theo tầm mắt cố nghiễn trì nhìn qua, Tô Úc. Tại sao lại là nàng? Ninh Tuyết Nhi nhíu nhíu mày, nắm chặt tay cố nghiễn trì, vẫn dí dõm mở miệng. Đi mau đi, người ta muốn uống cappuccino. Thanh âm non nớt của Tô Úc nổi da gà. Tô Úc Hiểu cố nghiễn trì, loại này tuyệt đối không phải hắn thích loại hình, có chút thay ninh tuyết nhi tiếc hận, nàng cố gắng phương hướng không đúng. Gọi một ly nước đá và cappuccino, cố nghiễn trì và ninh tuyết nhi đi về phía ghế sau Tô Úc và lục chính xuyên. Lúc đi qua Tô Úc, hắn lạnh lùng mở miệng. Đã lâu không gặp, lục tổng. Lục chính xuyên không rõ ý tứ nhìn Tô Úc một cái, cố ý dừng lại một chút. Cố tổng cũng đã lâu không gặp nam nhân hiểu năm nhân nhất, lục chính xuyên giống như là công khai chủ quyền, cố nghiễn trì chỗ nào không hiểu. Ninh Tuyết Nhi nhìn Tô Úc, chăm chọc khiêu khích nói. Tô Thư Ký, xem ra rời khỏi cố thị không tệ, nhanh như vậy đã trèo lên cành cao, còn trèo lên giường lục tổng. Cố nghiễn trì rất lạnh lùng, cứ mặc cho nữ nhân của mình nói vũ nhục nạn, tìm Tô Úc thắt lại đau. Không đợi Tô Úc mở miệng, lục chính xuyên cười lạnh một tiếng. Chương 10 kiếm phát nổ trương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tốt xấu gì cũng là ninh gia đại tiểu thư, một chút tình thương cũng không có. Ninh tuyết nhi mặt đỏ bừng lên, ninh gia cùng lục gia coi như là có chút hợp tác, hắn cứ như vậy quan minh chính đại vì một nữ nhân đối với nàng đường đường là ninh gia duy nhất đại tiểu thư lên tiếng không kiên dè. Ngươi! Cố nghiễn trì phiền não nhíu mày! Quên giới thiệu với cố tổng, đây là trợ lý riêng của tập đoàn lục thị chúng tôi, Tô Úc. Lục Chính Xuyên cố ý nói bốn chữ trợ lý riêng rất nặng, mặt cố nghiễn trì càng đen hơn. Tô Úc chỉ biết cố nghiễn trì và Lục Chính Xuyên có chút ân oán cá nhân, đối mặt với hai người kiếm bạc lỗ trương có chút đau đầu. Liên quan gì đến cô, cô chỉ là đổi công việc trùng hợp được lục thị trúng tuyển, nằm cũng trúng đạn, kẹp ở giữa hai người ân oán cá nhân của hai người không thể tìm chút lý do Quang minh chính đại cãi nhau một trận hoặc là đánh một trận sao? Đó là lý do tại sao anh nhảy việc. Tô Úc hiểu anh, anh thật sự tức giận. Tốt, rất tốt, Tô Úc. Cố tổng, tôi chỉ đổi công việc, không có ý gì khác. Dựa vào thủ đoạn gì mà có được công việc? Tô Úc hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cô thật sự rất muốn khóc lớn một hồi nói cho anh biết tôi không phải ra ngoài bán em chỉ thích anh cũng không phải đi đâu làm việc cũng bồi thường cho mình tô út cắn môi không trả lời chỉ cần làm cô ấy xấu hổ là đủ rồi nên tuyết nhi thực hiện được cười cười lấy thái độ của cố nghiễn trì xem ra hai người bọn họ đã sụp đổ như vậy tốt nhất đỡ cho nàng tự mình ra tay diệt trừ phiền toái tô út này cố tổng đường đường là một tổng giám đốc lại hùng hổ dọa người thư ký nhỏ của tôi cô ấy ở lục thị một ngày chính là người của lục chính xuyên tôi cố tổng đừng vượt quá giới hạn. Cố nghiễn trì nghe được câu, người của hắn kia trong mắt mờ mịt tức giận, rồi lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cũng đúng, tôi đã chơi đủ rồi, thưởng lục tổng chơi một chút đi. Cố nghiễn trì ông Ninh Tuyết Nhi đi về phía ghế lô. Tô Úc rất đau lòng, sự tồn tại của mình đối với hắn mà nói chính là chơi chán thưởng cho người khác chơi đùa. Cố nghiễn trì, ta thích ngươi, cũng không nên khi dễ người như vậy. Cố nén nước mắt. Tô Úc miễn cưỡng mỉm cười. Lục Tổng, chúng ta về công ty thôi. Từ, Lục Chính Xuyên lại khôi phục lạnh lùng, không đợi cô sải bước đi ra ngoài. Tô Úc đành phải chạy chậm đuổi theo anh. Tô Úc có chút khổ sở, sự tồn tại của cô là cái gì? Bọn họ cãi nhau dùng để làm nhục chủ đề. Trong mắt cố nghiễn trì, cô là một cô gái hư hỏng bò lên giường Lục Chính Xuyên. Ở bên Lục Chính Xuyên, cô là người trung gian có thể dùng để chăm chọc cố nghiễn trì. Vậy thì thế nào đây, Tô Úc ngoài trừ nhẫn còn có thể làm cái gì? Sau khi tan ca, Tô Úc kinh ngạc nhìn thấy chiếc dê lớn bắt mắt ở cửa tiểu khu. Thấy nàng đến gần, cố nghiễn trì hạ cửa sổ xe xuống, đi lên. Thanh âm của hắn nghe không ra gần sóng, ngữ khí mệnh lệnh hoàn toàn. Có chuyện gì sao? Đừng để tôi nói lần thứ hai. Cố nghiễn trì ngữ khí mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Tô Úc đành phải nhanh nhẹn lăn lên xe. Rời khỏi cố thị chỉ vì muốn đến bên cạnh Lục Chính Xuyên. Chỉ là trùng hợp gửi sơ yếu lý lịch tới đây, không phải cố ý tới. Tô Úc, anh biết em ghét cái gì mà. Tô Úc không mở miệng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nói một lần cuối cùng, tôi cho anh tiền lương gấp đôi, trở về. Cố tổng không phải có thư ký mới sao. huống hồ tôi đã ký hợp đồng nhậm chức, vi phạm hợp đồng phải bồi thường cậu cố ý đúng không cố nghiễn trì không vui nhíu mày hắn vẫn là lần đầu tiên biết cái này theo hắn ba năm mèo ngoan bướng bỉnh như vậy cố tổng ngài đã có thư ký mới hơn nữa ngài sắp đính hôn rồi tôi không thích hợp nhìn lại thị trấn xin ngài sau này đừng tới tìm tôi tô út nói xong liền đẩy cửa xuống xe giống như chạy trốn chui vào tòa nhà cố nghiễn trì đập mạnh tay lái xuống hay cho một tô út có loại mèo con mình nuôi lớn không bị khống chế nhất định phải ra ngoài lưu lạc. Cố nghiễn trì chán ghét loại cảm giác này. Cho dù là mấy ngày nay nằm mơ cũng thường xuyên mơ thấy nàng. Tại sao anh không thể không có cô? Năm lần bảy lượt giữ cô lại đều mặt nóng dáng mong lạnh. Cố nghiễn trì là ai? Tô út cô là ai? Khuôn mặt thật to. Cố nghiễn trì đạp chân ga nghênh ngang rời đi. Tô Úc ở cửa đơn nguyên lâu thở phào nhẹ nhõm cả người giống như một quả bóng xì hơi. Hôm nay những lời khó nghe của hắn còn rõ mồn một trước mắt. Nếu cô thật sự trở về, có lẽ chính cô cũng sẽ xem thường chính mình. Tô Úc Cậu ở chỗ này làm gì, sao không đi lên? Bùi văn tự vẽ mặt tò mò nhìn cô. Tô Úc mới phục hồi tinh thần lại. Không có gì, bùi lão sư tan học rồi sao? Ừ, tan tầm rồi. Tô Úc ở lầu 6 hàng huyên vài câu đơn giản, thang máy vững vàng đến tầng 6. Tô Úc cười vẫy tay với hắn. Bùi lão sư gặp lại. Tạm biệt. Có lẽ ban ngày đi theo lục chính xuyên khảo sát quá mệt mỏi, Tô Úc tắm rửa xong liền đi ngủ sớm. Cố nghiễn trì bên kia không nói một lời uống rượu. Sao vậy cố nhị? Còn chưa đính hôn đã chán chường như vậy, em đã nói hôn nhân là phần mộ của tình yêu rồi. Lục hữu ôm eo rắn nước của người phụ nữ, ngoài cười nhưng trong không cười trêu ghẹo. Phương Lâm cười cười. Anh, đi uống với cố tổng hai chén. Người phụ nữ bên cạnh Phương Lâm thức thời ngồi xuống bên cạnh cố nghiễn trì, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn. Cố nghiễn trì không thích mùi nước hoa gây mũi phả vào mặt, ghét bỏ rút tay ra. Tránh ra. Đầu óc tất cả đều là hương vị nhàn nhạt trên người tô út. Chết tiệt, sao lại nghĩ đến cô? cố nghiễn trì uống một hơi cạn sạch whisky trong tay. Nữ nhân thương tâm lại trở lại Phương Lâm bên người, Phương Lâm thương tiếc sờ sờ nữ nhân mặt, trêu tức mở miệng, không phải chứ anh trì, anh thật sự muốn giữ thân như ngọc cho người vợ đính hôn của anh sao? Cố nghiễn trì liếc mắt một cái, Phương Lâm biểu môi, không mở miệng nữa. Đính hôn giữ mình như ngọc không phải rất bình thường sao? Húng hồ ngoại trừ thư ký lúc trước, bên cạnh trì ca cũng không có người phụ nữ nào. Mở miệng là Trần Vũ. Trong phòng bao ngoại trừ Cố Nguyễn Trì cùng Trần Vũ lẻ loi uống rượu, hai người khác đều trái ông phải ông. Sao vậy anh Trì, có tâm sự à? Không có gì. Cố Nguyễn Trì chỉ cảm thấy trong lòng rất phiền não, nhưng thật sự không thể nói rõ vì sao lại phiền não. Vậy thì không say không về, các huynh đệ, muốn nói đều ở trong rượu. Lục Hữu cầm ly rượu chạm vào ly của Cố Nguyễn Trì, uống một hơi cạn sạch. Rõ ràng đã có chút uống lớn. Lúc Tô Úc nhận được điện thoại đã là 12 giờ tối. Tô Úc, ta là Phương Lâm, Cố Nghiễn Trì uống say, người tới đón hắn một chút. Tô Úc chần chờ vài giây. Phương tiên sinh, tôi không còn làm thư ký của Cố tiên sinh nữa, phiền anh thông báo cho những người khác. Tô Úc nói xong như trút được gánh nặng thở ra một hơi. Cô không phải là tình nhân của anh ta sao? Anh ta không cần cô nữa. Phương Lâm nhanh mồm nhanh miệng, bước tiếp theo đã bị Cố Nghiễn Trì cướp điện thoại đi, bên kia truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Cố Nghiễn Trì. Gọi cho cô ấy làm gì? Nói xong Cố Nghiễn Trì liền cúp điện thoại. Lưu Tô Úc ở đầu dây bên kia hỗn độn. Gì cơ? Đùa giỡn nàng sao?